Là chín ăn được, tháo ngược lên, trôi du ngược lên thế. Đấy. Nó cứ để nó dụng xuống. Đây này là mai không sai, không phải. Không sai đâu. Năm trăm. Đi biết cây gì đấy không? Ở đấy là đồi quế đấy. Đấy phải cho nó đi vào cái đường này. Nó đi thì ẹt ẹt, cái chóc nó ỉa đi quẩn. Xuống đi, xuống đây. Cái bạn này không rủ nó đi à? Rủ nó đi nó không đi. Ôi hai con tó nó chạy kìa. Vá, xuống đây, vá. Vá. Đấy hai em chó đùa nhau này. Vá ơi. Xuống đây. Nó chạy rồi. Đây đi ra ăn vải mà. Ở đây mà đá thì có mà. Mà đá đây thì hùng này có cái cỏ tương bằng. Thế nhưng mà nhiều cỏ đấy sợ gì? À, thì lúc trước chú về nó bằng nhưng mà bây giờ chạy kiểu sao nó cứ như này. Đào ra là mạ. À đấy nó ra đây rồi. Em vá mà em đẹp trai. Đây giới thiệu cả nhà, đây là em đẹp trai, còn đây là em vá này. Hai con chó của nhà mình ấy. Hai con chó nhà mình nó đẻ. Đây chó con của con chó nhà mình nó đẻ. Đấy, đẹp trai. Em vá. Em này em đẹp trai. Em vá này, xinh quá. Đây. Cả nhà đang rủ nhau đi ra. Đi ra hái vải đây này mọi người. Rồi ông Sơn. Vải nhà. À cái vải kia cũng ở đây à? Nhà ông Phú. Vải nhà ông Phú ở cây này à? Vừa ăn quả sợ quá. Sao anh hái, anh Phú hái ở đây. Chua đúng không? Quả chín ấy ngọt. Quả chín ngọt. Đâu ngồi bà Liên với ông Phú mình bảo là để xem vợ ăn chứ. Thôi. Xem ăn vợ. Đi. Xem vợ trên màn hình chưa? Đây phải tươi đấy. Lan đăng bà Liên lên bảo xem vợ trên màn hình chưa? Không thì lên đấy nha, là mất đấy nha. Có mà giữ không giữ nên mất đừng kêu. Cứ trêu đi đâu YouTube. Đang gặt lúa với Huyền. Chiếu vào Huyền mới bảo lên. Cái gì? Ừ. Đấy, vải tươi. Vải tươi, vải héo chắc. Hái từ trên cành cây xuống. Ủa, ăn cái kiểu quả gì này không ngon này. Đây ba, quả này ngon này. Đấy, quả ngon này nhỉ? Ngon. Vâng. Quả này chín hơn. Dạ. Nãy ăn được một quả đấy, cái ngọt mà. Cái trên kia hết rồi. Không, chẳng hơn quả. Cái này gái mình phải chín đỏ đấy. Cái này nóng ngang thì chó. Nóng. Có năm có quả. Xài nữa. Bố ăn chiếu con nữa. Đây. Không hái nhiều gì. Bi này. Chả nhà hái thì nó con ấy nó ăn mà. Chẳng dính gì đâu. Không hái thì con gì động ăn hết đúng không? Tại vì nó chín rồi còn gì. Cây này hồi về chục năm mà đã có cây này rồi. Bác còn có cây trên kia nữa kìa. Cây này chục năm chưa? Nhưng mà cây trên kia ít quả hơn bác nhỉ? Mà chua lắm. Yeah, cây trên kia cho thấy quả đỏ ra ấy. Đỏ trông nhưng mà nhưng mà lại không ngon bằng quả này. Chua hơn là cây này. Ôi trời. Còn lấy quả khác. Vặn cây nhau. Quả này là nó ấy, cái này nó dốc đấy, nó chín còn nó dốc 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 hột. Nó chín nó dốc hột. Chùm sai 50 quả cả. Cái ruộng này có vẻ nó không được ấy lắm nhỉ chị anh nhỉ? Ở cái này họ cạn, họ kính hình ngang đi mà. Nó không đều ấy. Họ cạn. Không, lúa không đều. Họ cấy cái lúa gì? Cái này phải tháng sau, này. Chắc phải tháng sau. Lúa này là đáng nhẽ họ cấy trên đồi cơ, chứ cấy thử em được không mà. Lúa này lúa lương. Kiểu đấy đấy. Lúa lương. Ừ. Nhưng mà lại chờ. Cấy dưới ruộng. Cấy thử. Bỏ không ngon này, ăn ngon này. Bỏ không như cái đám này. Cái này là được đấy, cái này là được rồi. Chẳng có nước. Không có nước. Nhưng mà nó bởi vì nó lúa lương thì cũng không cần nước. Họ cái thử cái còn thằng Hoàng ấy, thằng Hải ấy. Còn hai thằng. Tí riêng ấy. À còn hai thằng trên đấy à?
Này phải gọi Nga đi vứt vải đúng. Ôi đấy, quả này to đấy cơ mà. Này. Ui, đây bật nhạc, anh đón em về. Này quả này to, anh Sơn bóc ra này. Ôi, quả này chua chưa? Chua đây. Nhìn cái vỏ dưới này xanh là chua. À thế ạ? Nhìn cái này nó phải đỏ đỏ nhiều quá. Đấy, những cái quả như này bán này. Quả nó đỏ chín. Nhưng mà quả này to thế nhỉ? To nhưng mà xanh chứ ăn gì. Ôi, đúng rồi. Ôi, càng chín thì hạt nó càng nhỏ. Nó có chảo bé bé vừa cơ. À, quả này thì là quả này nhiều rồi đấy này. Nhiều cùi. Nhiều cùi và hạt nhỏ. Dày cùi. Đâu, cho hết vào mồm ăn đi nào. Không, đưa cái hạt ra đây. Xem có phải hạt nhỏ không? Không. Xem có hạt đâu. Đưa hạt đây. Định lút hạt luôn đấy à. Đâu đâu. Thế nào. Đấy. Đã bảo nó chín kỹ hạt nhỏ mà. Không phải cắt đoạn này nhá. Không, phải để đấy chứ. Ba thằng ba thằng sàn sàn tuổi nhau. Đây là Quang, đây là Hải, đây là Hải. Hoàng. Đây là Hoàng đúng không ạ? Hoàng. Hải là răng rất đúng không? Đây nhưng mà hột đi. Không nhỏ bằng quả kia vừa teo luôn hạt đấy. À. Vâng, hạt nhỏ xíu. Nó nhỏ đi. Ừ. À, càng dài hạt nó càng nhỏ đi. Nó chín kỹ là hạt nhỏ. Ngon. Quang tèo lại đi trèo lên à? Quang trèo lên bước lại ít nữa nha Quang. Cây này tán hơi đẹp ạ. Bẻ lên nắm nữa. Tán đẹp. Tán đều xung quanh nhỉ? Tán cây tròn. Bọn trẻ con nó còn làm cái sàn ở trên kia để ngủ. À thế à? Chưa xuống đấy mát mát. Đi trèo lên đi. Làm cái sàn đấy xong. Biết thử trèo thế nào? Đố trèo được đấy. Bi ơi, đố Bi trèo được đấy. Thử cho nào. Đấy lại. Thử đi đi. Nhìn Hoàng Hải trên kia quang tèo trên này này. Đố trèo đi. Bám chắc vào. Đấy, vứt dép xuống. Đấy, vứt xuống. Đấy. Đấy. Vứt. Trèo như con khỉ. Đấy, có cái cành nào ấy được thì trèo lên. Đấy, chân này đứng sang bên kia. Có một cành nhanh sang bên kia kìa. Không quen nên đứng bị đau chân. Đưa này, đưa cô cầm cho. Đưa cô cầm cho. Đấy, ôi dồi ôi đây. Trời ơi, nhìn ngon thế. Xuống rồi à, xuống rồi. Đau chân không quen. Đấy, cảm giác trèo cây chưa? Phải trèo tít được ngọn kìa. Đây này, giống quang tèo này, biết ở trên này cơ mà. Rồi này. Chùm này ngon chưa? Chùm này chín. Này. Anh Sơn ơi. Chùm này chín này. Đây quả chai. Đẹp nhỉ. Ừ. Có phải cái này nó đều quả đều. Đều quả, đẹp. Đẹp. Trời ơi, bao nhiêu rồi này. Ngon lắm rồi. Đấy, phía bên trong hái hết rồi, bây giờ ra ngoài để cho. Để cho. Cây cao như này, đặt hai cây này. Đi ăn nữa không? Lấy cây to kia, hai cây buộc vào nhau. Đi này. Đằng kia vẫn nhiều. Cái góc đằng kia vẫn nhiều. Ê, chua quá. Không phải chua lắm. Anh ăn đỏ ngọt chua. Lắm. Anh ăn phải quả xanh. Có quả chua. Quả đấy ngọt không?
Hột đúng không? Đấy. Bia này, đây là hoa cứt lợn này. Hoa này tên là gì bác? Cỏ hôi. Cỏ hôi à? Cỏ hôi thôi. Bên này là cây cỏ hôi, còn cây cứt lợn khác. Còn cây là cây phân xanh. Chó đẻ. À, cây chó đẻ. Đây là cây cỏ hôi. Đây, còn đây là cây gì? Cây gì mà hãy ăn nhỉ? Cải đồng. Ăn được à? Cái này ăn được. À thế ạ? Rau cải đồng đấy. Bia cho bi thổi này. Thổi cái này nó bay bay này. Cái hoa gì? Đấy, thổi đi xem nó bay không nào. Thổi đi, mạnh vào. Đấy, đẹp chưa? Thổi đi, thổi đi, thổi đi. Đấy, đẹp chưa? Đấy. Thổi đi. Đấy. Đấy. Rồi. Đấy, bay bay, nó bay bay. Hoa gì? Cái hoa gì nhỉ? Tự nhiên mày quên cái tên hoa cây này. Khi nào hết 3 tháng huấn luyện thì ông mới biết là về đâu. Bảo 31 này là hết mà. Đấy, thì biết là về. Kìa, lên xà đơn xà kép luôn kìa. Bây giờ không biết đi đâu rồi. Quang Tèo, à, Hoàng Hải. Biết là mình làm về 4 tháng đi. Đâu? 4 tháng rồi, 3 tháng huấn luyện, hôm nay xong rồi. 6 3 tháng đi từng tuần tháng 3. Đây quả này chín như này là ngọt đúng không mọi người? Đầu tháng 3 đúng không? Đây, quả này thì vẫn rất là chua. Ngay đầu năm Tết trong cùng kỳ vì Tết trong là tháng 3 cuối tháng 3, 2 đầu tháng 3 chả qua. Riêng bộ đội chỉ có cuối tháng 2 đầu tháng 3. Mong 7 tháng. Nhưng mà gần được 4 tháng hay sao chứ? Đi đầu năm. Mong 7 tháng 2. Cây ạ. Muốn luyện sắp được 3 tháng rồi. Cứ ra Tết, ra Tết là lên đường. Cứ ra Tết là lên đường. 17 tháng. 4 tháng ấy. Đi bộ đội là cứ ra Tết là bắt đầu lên đường. Huấn luyện 4 tháng. Không huấn luyện đầu 3 tháng là hết rồi. Cái đầu vào rồi anh biết huấn luyện xong hay chưa? 3 tháng, không chỗ nào huấn luyện khóa 3 tháng. Thì 3 tháng huấn luyện nhưng mà nó đi được gần 4 tháng rồi. À thế thì khả năng nó chuyển, huấn luyện xong nó sẽ chuyển ở cái chỗ huấn luyện đi. Sau 30/4 anh lại xuống thăm. Xung quanh ở đấy có rất nhiều đơn vị. Anh đi thăm nó mấy lần rồi? Thăm 2 lần được à? Người ta không khống chế thời gian mình đi thăm đâu à? Nào điện về cho mình. Phải này. À thế à? Không chế đi. Chế đi thăm á. Ừ. Có tiền không? Đi rồi sức mà thăm không? Không, nó ấy nó không chế. Ê, em kiểu tuần này nó cho tỉnh này thăm, tuần sau cho tỉnh khác thăm. Đúng rồi. Đi thăm nó bọn bố láo ấy. Bi ơi. Hôm nó qua cho, mình hôm nó không đăng ký không thăm. Em này em đẹp trai. Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Ra đây nào. Trên góc này vẫn chín này. Kéo bọn này gãy cành. Đuổi theo. Đuổi theo. Đẹp trai. Dưới nó phòng không bảo vệ Hà Nội làm gì có chuyện mẹ nó cho đi làm linh tinh cả có gì làm hết kinh tế bọn nó cho đi làm hết đi đổ chân cho nhà sĩ quan với cả đi ấy đấy, cái đấy nó nhưng mà nó không hiểu đi bọn làm mà chuyện rồi chắc là bọn rùa xong là nó sẽ phải mà xuống vất vả đâu mà khổ mẹ bộ đội bây giờ nhàn mà đấy quân băng xuống băng linh băng giang chỉ có tập luyện thôi, huấn luyện xong về đấy hết. Nó ở toàn bọn Bắc Giang nhiều rồi. Ở đấy nó bảo vệ Hà Nội nó phải trốn dưới đấy. Sợ khổ. Ôi nhiều thằng nó trụ nó đau. Ừ. Béo xuống đấy gầy dơ. Kéo đứt tay đấy. Có không dùng quen dùng. Lúc đầu bây giờ nó cũng gầy thì sau nó không quen dùng dao. Tại vì nó ăn. Ui dồi làm đứt cả tay bây giờ. Thôi để xuống đi. Để đấy, cầm dao tôi đã thấy không có người. Cầm dao đấy thế này. Cầm dao ông cứ thế này. Cầm thế này. Một thế này. Cầm chắc đây con. Cầm tay đây này. Ôi, đấy chồng cháu cầm cả. Hoàng Hải hôm qua đây bi vào tay tưởng ăn được bi đi hai thằng. Cầm tay rồi chắc cho hai thằng xuống. Xuống bếp thấy vào tay như thật đi.
Thử vào tay bố nào. Ừ. Vào tay với Quang chưa? Quang à, Quang tay khỏe lắm. Tay bé. Hoàng Hải. Quang tay bé hơn. Mày biết là Bi sáng nay nó bắt tay bố nó đấy. Mày hai thằng mày tưởng à? Ở nhà nó toàn tập mà tập tạ. Biểu diễn đây này. Bi 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 nhìn bố biểu diễn đấy Bi kìa. Ấy 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 siếc siếc siếc. Siếc. Kiểu cứ dạo để thấy ghê ghê thế, để gần xuống. Dạ vào cái đống ấy. Nghe nó bỏ xe đi từ từ thôi nhá. Còn đi không biết rồi. Để cho nó bảo dưỡng cái máy nhá. Máy nào không? Chú bảo đi 2-3 hôm mang sang để chúng kèm lại. Ừ, mới thay hơi à? Thay hơi. Thay hơi cứ lổ không thôi. Hôm qua có đang đến quán ấy, cứ lổ xe máy từ lúc đến đấy. Mình thấy... Không có phải ấy đâu. Bây giờ quên xe không phải chạy ga ti đâu. Không phải chắc là nó để quên. Quên nó không tắt. Mới bổ máy. Còn cứ đi cái xe hơn 110 mấy nữa nó không cho mang vào lớp lại phải gửi ngoài. Gửi ngoài mất nhiều tiền lắm. Không, xe con biển. Mà lập bà sang lấy xe bá rồi đi. Cho nó đi học. Kiểu cái xe mới xe của ông. Chưa hôm qua nó bảo là sang lấy xe của nó đấy. Bên mấy cái mà, bao nhiêu còn 2-3 cái nữa chưa chả đi đến. Không, cái xe của ông lập cơ mà. Cái xe ông lập thì không đi được. Cái xe xe cúp khác, còn cái xe kia khác. Xe được mang cả vào lớp á. Vào trường. Trường, mang vào trường. Cái trường là cũng đi đường này suốt chưa đủ vừa ấy nó ừ. Nhà trường đừng ném lên, nó tự chưa đủ tuổi để đi cái xe đấy thì người ta sẽ không cho mang vào trường. Chứ lại phải gửi ở ngoài. Gửi ngoài mất nhiều tiền hơn trong gửi trong thì... Rồi trong trường thì gửi sẽ rẻ hơn. 3 năm học gửi ngoài chết tiền. Kéo nha đổ cái chà vào đầu người khác đấy. Giữ cho nó chắc vào. Nó phải chặt bớt đi. Chặt bớt cái gốc đi cho chặt nó bớt cái gốc nặng. Gốc nó nặng hơn. Chặt bớt góc đi. Những vải màu như này mới đẹp. 23 đấy. Quả đấy trồng cảnh rỗ xài nhá. Vâng, cái cảnh đấy chín đỏ. Nhưng phải có cái hoãng mà vải. Cảnh đấy đỏ. Ừ. Lúc bé mà vít cảnh ấy, kiểu lấy dây vít xuống. Kìa kìa chú Sơn, kìa chú Sơn, kìa chú Sơn. Ngả vào đây chú Sơn chú lấy. Hai hai, thôi dắt cháu về đi. Ai? Huyền. Chị Huyền. Thôi dắt cháu về cho nó xuống ruộng nha bà Bình. Chúng cho nhà vào uống tuyến nè. Không để lại lúa trồi mà. Dắt về đây được không bác? Dắt về đây này. Đi đằng kia mà. Thôi dắt về đây. Chỗ này cũng như của nhà bác không? Ừ. Từ đây lên mọi ngày chuẩn cho trâu. Nhưng mà chỗ này còn để trâu, buộc trâu ở đây. Kia đây. Đấy, suốt từ đấy chạy hết cái này đây. Lúa của lúa cỏ nhà dưới. Nhà kia. Nhà bác chạy hết cái đằng kia. Đấy lên đến đường mà. Bánh ngô như của bác. Ngoài cái 10 à? Hiền à? Hiền nó làm tốt mà. Chả có đất, đất đổ hết xuống lên dưới thì có mà thao. Vâng, đổ cho đổ cao, cao lên. Khỏi trũng, thao hồ cấy mà. Trời nước nó bị xối xuống không bác? Nó có người không? Mưa ở trên đồi, mưa to trên đồi nó xả xuống. Mưa bé chả được. Mưa bé thì nó vẫn thoát hết mà. Nó vẫn thoát ra đằng này đúng không? Vẫn thoát ra đằng ruộng này. Cái có bốn trăm mấy. Nhưng cái cành ấy chín đỏ đẹp nhờ. 495.000. Đấy, chín đỏ. Quả đấy ngọt. Biên. Biên. Biên xe măng. Việt Đài. Lúc xe nó bị lột biên đấy. Biên, biên. Bỏ máy. Bỏ máy. Bây giờ đi bình thường thôi. Con này đi là lột biên rồi. Đi ngược dốc trước vẫn phải về số. Cứ thấy nó đi được, vẫn đi là không được đâu. Công làm máy 300. Ừ. Đến đâu ạ? Vẫn đi được nhưng mà nó hỏng. Ôi trời. Nhìn trông nhắm mắt. Ăn chắc ăn phải quả đấy nó hơi chua. Mẹ ông cố đi là xong. Đi nhiều lần thì tăng tăng. Không lữ đi hay bị tụng hai cái. Đây, lữ ở ngoài kia đi chuyên gia không bao giờ phải. Đấy, phải toát mồ hôi này đi với gọi là hơn như hơn tập thể dục. Bình thường cháu ở nhà cũng phải đi quanh công viên để cho ra mồ hôi ý. Đi làm cái gì một tí là lộn ra mồ hôi, ướt lên đấy áo. Chả phải không bị béo quá. Ở về nhà lại bị béo quá. Đấy, ở đây mấy hôm là sẽ được gầy. Ở đây gầy luôn đấy. Mồ hôi ra thì là sẽ gầy. Tắt cắt ở đấy chỗ đấy. Không có quay mụn đâu. Ướt mồ hôi ra. Ăn nữa không? Vì con gà kìa. Con gà kìa. Đuổi được con gà không? À, cho Bi cái này hay lắm. Cái cây quế này cho Bi ăn nhằn nhằn một tí đó, hơi cay cay. Đây, ra đây, cây cây này này.
Cái gì? Đây, ra đây cho xem cây quế. Quế? Ừ. Đâu mà? Hai cái lá quế. Hai cái lá quế cho nó ăn thử. Thép gai, cái rào thép gai. Trước kia là rào thép gai kìa. Đấy. Đây cho mọi người xem cây quế. Bà về cùng. Đây. Đây, thép gai đi nhá, đi nhá. Cây thép gai nhá. Đây là cây quế này, Bi này. Đây là cây quế. Bi đây nhá. Đây này. Lá quế này. Đây Bi này. Không, tí về đằng kia. Không, về bên kia. Không, Bi đằng này mà. Đây này. Ăn thử, cắn thử. Ăn được à? Ừ, con cắn thử đi. Cắn không thử. Không có gì ăn đấy, nhìn. Cắn thử không biết cái vị đó. Lá quế như nào? Cắn thử. Nhai. Vị gì? Vị thập phòng. Cay. Vị sao? Đã đi xuống đây mới về được chứ. Có phải đi đường đấy đâu, đi đường này. Đường đấy. Ừ, đi đường này. Đấy là đường tắt rồi. Không, đường này là đường đi qua nhà bà. Thì đấy có con, thể đi. Này, con bám vào cái cậy này. Bám vào đây. Bám đây. Bám người mẹ. Đấy. Được rồi, mẹ đi rồi. Đi bước qua dưới theo gai. Cay cay đúng không? Cây quế thì cái gì cây? Hả? Cây quế. Cây quế. Đấy, cái lá quế nó cay. Đây, hái bao nhiêu mà trên cái vải cũng nhiều nha mọi người. Nhìn thế này thôi mà nhiều lắm nhá. Ôi nhìn quả thích nhở. Lúc em chúng mai đem về nhá. Cứ đấy đà. Lấy quả lành, đổ quả này cho. Lấy quả lành lành. Nó bảo thế là đúng rồi đấy. Bi ơi, Bi ấy ra cho bà. Con cầm con bấy ra như này cho bà. Đấy, để ra như đấy là bà bỏ vào. Lúc kia cái loại hơi 50 này. 50 à? 50 này, cái xe này cần ghen cái nguồn vật liệu nguyên liệu. Cái xanh xanh nhá. Mới đấy, sửa đấy. Cái xanh nhá. Giống xe ông Bình như thế. Đấy. Sao cái dòng này có 50 à? Cái xe Bình. 50 đó là hàng kia, cũng phải xe Honda. Không phải là nó bị dập. Đây này, mấy quả này là dập. Honda của chín. Vay như chi nào. Chín này ngọt. Chi là ngon. Đi ơi. Thôi con ăn. Mưa nữa. Cá ăn được không? Một hai tháng lại sửa. Mà giá thì bẻ về sát lút. Mấy triệu mà. Mấy triệu sát lút rồi kìa. Thế cái xe Uầy bây giờ đang đi khỏe. Khỏe, khỏe. Mà mình giữ thì tốt. Mình cứ đi dốc việc mình về số đều. Đi mấy hôm. Chỉ có xích chiếc dầu thay. Nó chỉ cái vỏ mới thôi. Cái bộ xe máy giờ mới. Cánh đồng. Con xe đấy khỏe. Khỏe nên lên dốc việc mà dồn số phải dồn vẫn phải đi về số chứ. Mà tôi thấy cái mô của mày cái đéo là toàn cái nút cọ nổi chồng. Hôm nay nào cho chú nổi lên ra kìa. Tao thấy một đống thì tao còn tháo thêm một món nữa. Vẫn thấy nhìn dòng như là tháo. Hải với thêm ít nữa. Thôi lấy làm gì nữa. Ăn hết làm sao được. Cầm túi này về mà. Xe mô rồi. Xe này là còn ném. Đâu anh chùa mua. Ném quả chua. Cứ để hẳn mẹ sách về. Ở đây là phải cây. Lên cây xuống. Nó xương mẹ cực kỳ. Mẹ mày. Ai ăn ném quả các anh chán. Cái cả này còn phải số 1, số 2 dồn. Cái chỗ ấy mà đèo mà lên cái đường ấy. Lúc nào anh làm lại cổng anh giảm. Nhưng chẳng có quả gì đem về cho. Sách quả chua. Cái cua này nó khó cua vào. Nếu mà đi trên. Đang mùa vải, đúng về đúng mùa vải, mùa gặt.
Ôi, trên này cái túi nhìn như nhọ chào ấy. Bẩn tay chào. Đi, sách. Để lại sách cho. Không, để bị trí đi. Tí nãy về đây lên kia lấy cái túi khác. Ôi, cái nhiều quá. Xây được. Bao nhiêu này rồi gì nữa, bao nhiêu rồi. Ôi. Thôi, bứt thế rồi. Thằng này nó lại bứt rồi ra. Quang nó bứt rồi rồi. Nó rụng đấy. Không, nó bứt đấy, nó bứt rời ra. Nó bứt rời ra để ăn đỡ phải gặt vặt được cành. Để có quả cả này ăn đẹp chứ. À, nó ngon chứ. Đi đường này, đi đường này, đi đường này. Đi đường này, đi đường này xa. Đi bộ đi đường này, đi xe máy à? Đi, đi, đi. Đi đường này, đi đường cổng nhà bà. Thôi, bà. Đi cổng nhà bà. Mai Quang nó lấy nhiều ăn rồi. Đi đường cổng nhà bà. Cổng là... Mai Quang lên đây nó bứt đầy. Thôi cho làm gì nữa? Thôi nhiều chẳng gì. Không ạ. Đã. Thôi. Thôi. Cái quả không ngon. Cho ông ta ra. Đi. Quả này trắng ngọt này Sơn này. Đi. Đấy. Ăn thử đi. Đi ra ông ta ra. Bộ. Bộ như này này. Đi đằng này. Đi đằng này cho đỡ bị rào thép gai. Đây đi đằng này. Đi ra lên bác Bình bác đèo về. Ở đây chẳng có công an đâu. Bảo ông quay xe nó báo công an cho. 114. Đi đường này. Ừ, bố mẹ đi đường kia. Cún cún cún. Vá. Dưới kia bác còn cái mít đây này. Mít với quả nhỏ xíu. Múc quả nhỏ xíu. Ê, treo vào xe bác Bình ấy. Treo xe bác Bình ấy, lỡ lặng. Đây, cây trứng cá đây. Bơm hết nước rồi sao mà lại cạn thế? Đây cây trứng cá đây, có quả chín rồi này. Đây này. Quả này ăn thơm lắm nhá. Bi ơi Bi. Này cây trứng cá này. Đây cây trứng cá này. Quả chín. Đấy. Cạn nếu mà nóng được này nó cạn hẳn. Ăn quả này thơm lắm nhá. Em thích ăn cái quả này. Như là ông ta à? Em mượn anh tí nhá, đi chơi. Cái này là cái gì anh Thịnh? Tên. Ngô. Bác bảo hái ngô về mà luộc vào rồi. Sáng chị Liên vừa đưa cho em rồi. Chị hái cho một túi rồi em luộc rồi, ăn rồi. Gần nhà sang ngõ. Đi hơi vòng vòng.